ngày 18 tháng 3, Cục trưởng Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế cho biết, Cục vừa ban hành quyết định rút các thuốc chứa hoạt chất gativloxacin ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký tại Việt Nam. Nguyên nhân là do gativloxacin thuộc danh mục nguyên liệu và thuốc thành phẩm cấm nhập khẩu để làm thuốc dùng cho người. Qua rà soát, trước hết có hai dung dịch thuốc nhỏ mắt sẽ phải thu hồi không cho lưu hành trên thị trường và rút số đăng ký. Đó là dung dịch nhỏ mắt Zimat do công ty Olegon Hoa Kỳ đăng ký, nhà sản xuất là Olegon Sales Hoa Kỳ. Cùng với đó là dung dịch nhỏ mắt Eptikati do công ty cổ phần dược phẩm 3/2 thành phố Hồ Chí Minh đăng ký sản xuất bị rút số đăng ký. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty đăng ký, nhà sản xuất các thuốc trong danh mục thuốc bị rút số đăng ký phải phối hợp với nhà nhập khẩu, nhà phân phối thuốc thực hiện việc thu hồi toàn bộ thuốc đã sản xuất đối với thuốc trong nước, đã nhập khẩu vào Việt Nam đối với thuốc nước ngoài.